review căn biệt thự 3 mặt tiền với sân vườn sau nhà trong khu compound. Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên, căn biệt thự 3 mặt tiền với sân vườn sau nhà trong khu compound là một sự lựa chọn tuyệt vời. Dưới đây là một bài review về trải nghiệm sống tại một căn biệt thự như vậy. 1. Vị trí và môi trường. Căn biệt thự nằm trong một khu compound tạo ra một môi trường an ninh và riêng tư cho cư dân. Với vị trí 3 mặt tiền, căn biệt thự mang lại không gian thoáng đãng và tầm nhìn rộng mở, hướng ra sân vườn, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. 2. Thiết kế và tiện nghi. Thiết kế của căn biệt thự rất thông minh và tối ưu hóa không gian. Phòng khách rộng rãi, được bố trí ở tầng trệt, kết nối trực tiếp với sân vườn sau nhà thông qua cửa kính lớn, tạo ra một không gian sống mở và thư giãn. Các phòng ngủ và phòng tắm được thiết kế sang trọng và tiện nghi, đảm bảo sự thoải mái cho cả gia đình. 3. Sân vườn và không gian ngoại thất. Sân vườn sau nhà là điểm nhấn của căn biệt thự, mang lại không gian xanh mát và yên bình cho cư dân. Đây là nơi lý tưởng để tổ chức các buổi tiệc barbecue cuối tuần, hoặc đơn giản là thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Việc có sân vườn riêng cũng tạo điều kiện cho việc trồng cây, làm vườn và thậm chí là nuôi thú cưng. 4. Tiện ích và dịch vụ. Từ Clubhouse, bạn có thể tận hưởng một tầm nhìn rộng lớn ra dòng sông, tạo ra một cảm giác thư giãn và thoải mái. Dòng sông mềm mại chảy qua mang lại cảm giác yên bình và tạo ra một bức tranh tự nhiên đẹp mắt. Tầm view từ Clubhouse sông mang lại sự gần gũi với thiên nhiên, cho phép bạn thưởng thức vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên mà không cần phải rời xa nhà. Cảm giác thoải mái và thư giãn là điều mà bạn có thể tìm thấy khi ngồi thưởng ngoạn tầm nhìn này. Cơ hội tương tác xã hội. Clubhouse sông thường là nơi tập trung của cư dân trong khu compound, nơi mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng không gian xanh mát bên bờ sông. Đây cũng là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện cộng đồng đến các hoạt động văn hóa và giáo dục. Sự yên bình và thư giãn. Tầm view từ Clubhouse sông mang lại cho bạn cơ hội để thư giãn và tránh xa cuộc sống ồn ào của thành phố. Đây là nơi lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, ngắm hoàng hôn. Ngôi nhà thiết kế một trệt và hai lầu thường mang lại không gian sống rộng rãi và tiện nghi cho gia đình. Cấu trúc, tầng trệt thường là không gian mở với phòng khách, phòng ăn và bếp kết hợp, tạo ra một không gian sống chung tiện lợi và thoải mái. Ngoài ra, tầng trệt cũng có thể bao gồm một phòng ngủ cho người già hoặc khách du lịch. Tầng lầu 1 thường là nơi tập trung các phòng ngủ chính. Mỗi phòng thường có phòng tắm riêng biệt hoặc chia sẻ. Các phòng ngủ thường được bố trí sao cho có tầm nhìn tốt và có đủ ánh sáng tự nhiên. Tầng lầu 2 thường là không gian đa năng, có thể được sử dụng làm phòng giải trí, phòng làm việc, phòng gym hoặc phòng khách thứ hai. Nó cũng có thể là nơi để cải thiện tầm nhìn từ tầng lầu 1 hoặc tạo ra một không gian ngoại thất như sân thượng. Ưu điểm: không gian sống đa dạng. Cấu trúc một trệt hai lầu cung cấp nhiều không gian sống đa dạng, từ không gian chung cho gia đình đến không gian riêng tư cho mỗi thành viên trong gia đình. Tạo cảm giác rộng rãi. Với cấu trúc hai lầu, ngôi nhà thường có diện tích sàn lớn hơn, tạo ra cảm giác rộng rãi và thoải mái. Tách biệt không gian. Việc phân chia các không gian sống giữa các tầng giúp tách biệt không gian sinh hoạt hàng ngày và không gian nghỉ ngơi, mang lại sự tiện ích và thoải mái cho cả gia đình. Buổi chiều chạy bộ tại công viên ven sông là một trải nghiệm tuyệt vời, kết hợp giữa việc tập thể dục và thư giãn trong không gian xanh mát và yên bình của thiên nhiên. Buổi chiều thường là thời điểm lý tưởng để chạy bộ với ánh nắng mặt trời êm đềm và không khí dễ chịu. Cảm giác của làn gió nhẹ từ sông thổi qua khiến cho việc chạy bộ trở nên thú vị hơn. Công viên ven sông thường có tầm nhìn rất đẹp, với dòng sông chảy mềm mại và cảnh quan xung quanh. Tầm nhìn mở rộng cùng với không gian xanh mướt của cây cỏ tạo ra một bức tranh tự nhiên tuyệt vời, giúp tâm trí bạn trở nên thoải mái và thư giãn hơn. Chạy bộ tại công viên ven sông cung cấp một môi trường tập luyện đa dạng, từ đường bằng phẳng cho đến đồi núi nhẹ, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và sức bền cơ bắp. Bạn cũng có thể kết hợp việc chạy bộ với các bài tập thể dục khác.